Cảm ơn quý anh chị em đã quay trở lại với xưởng gỗ của một gia đình nha. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách để mọi người bỏ ra một số tiền mà mình mua được những cái sản phẩm hay là chất lượng nha mọi người. Thì ở đây mình đang có là những cái bộ ghế, chất cây của nó là cây gỗ chèm, và mặt ghế là mặt ghế gỗ xoan đèo hay còn gọi là gỗ hồng đèo. Và giá của những bộ này chỉ có là 6.200.000 thôi nha mọi người. 6.200.000. Và ở ngoài thị trường ấy, ở cái phân khúc hàng chèm này ấy, thì nó có rất là nhiều đa dạng giá. Và tại sao hàng của nhà mình nó lại chất lượng thì đây cho mọi người xem nha. Thì về cái mẫu mã thì mọi người có thể thấy nó sẽ rất là đa dạng mẫu. Mẫu mọi người đang coi đây là mẫu chèm tó rồng, ngoài ra tó đèo, tó lân, rất là nhiều nha mọi người. Và cái màu sắc thì mọi người có thể thấy là được lên được rất là nhiều màu. Đó, mọi người đang coi là màu căm này, màu gõ này. Đó, còn này là gọi màu mù mun này, đó, mọi người thấy không? Lên được rất là nhiều màu. Nhưng mà ở ngoài thị trường thì mọi người phải biết rõ là như mình nói mọi người là nó sẽ có nhiều phân khúc giá. Tại sao vậy? Ở đây ví dụ như mình đang có một cái hai cái đôn này. Đó. Mình sẽ nói về cái phần này để cho mọi người hiểu rõ hơn nha. Thiết kế mặt bao lem khuôn tranh và mặt chèn viền. Mặt chèn viền là sao? Tức là mặt nguyên tấm đó. Thường đấy thì những cái mặt bao lem khuôn tranh thì mọi người có thể thấy là nó sẽ có hai phần, phần ngoài bìa của bức tranh và phần trong của bức tranh, đúng không ạ? Thì những cái làm những cái sản phẩm như vậy á thì mọi người nhìn ở ngoài, mọi người thấy không? Nhìn rất là dày. Đó, cái mặt, cái phần này á, nó dày là dày, mọi người có thể thấy là dày 2.5 này, mọi người thấy không? Đó, dày 2.5 lận. Trong khi nếu mà mọi người nhìn qua ống kính á, thì mọi người có thể thấy hàng nguyên tấm này nó chỉ có được 1/3 thôi. Đó, hàng này chỉ được 1/3 thôi. Đó, cho mọi người xem à. Số 6 này nha. Đó, 1/3 thôi. Vậy mọi người có biết là hai cái sản phẩm này á, hàng này nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều không? Tại vì cùng chất cây là cây gỗ chèm nhưng mà thiết kế bao lem khuôn tranh lúc nào nó cũng rẻ hơn nhá. Tại vì sao vậy? Tại vì cái mặt ghế mọi người có thể thấy là cái mặt trong đây này, mặt ở giữa này nó chỉ có 1/3 thôi nha mọi người. Xin nhắc lại mọi người, mặt ở trong đây nó 1/3. Đó, và thiết kế đây cho mọi người xem này. Đó. Ở ngoài thì nó rất là dày nhưng mà ở trong thì mọi người thấy không? Nó phải chống những cây đỡ như vậy nữa. Và thì sao mà nó rẻ hơn? Thì mọi người biết là nếu mà thiết kế theo kiểu bao lem khuôn tranh này, nó sẽ áp dụng cho toàn bộ, ví dụ như là một cái bộ thiết kế bao lem khuôn tranh là ghế con khuôn tranh, băng dài khuôn tranh, cái bàn này cũng khuôn tranh, tất tần tật mọi thứ nó đều khuôn tranh hết. Thì mọi người thấy là cái bản cây của nó sẽ không lớn. Đó. Bản cây mọi người thấy không à? Đó, bản cây tấm ở trong này chỉ có 19 này. Đấy. Trong khi nếu mà bản nguyên tấm thì mọi người thấy không? 32 này. Chưa kể đâu nha mọi người coi cái bàn này. Đó, những cái bản cây càng lớn càng giá trị nha mọi người, xin nhắc lại, càng lớn càng giá trị. Còn bàn khuôn tranh ấy thì nó chỉ có ở trong đây này, nó chỉ khoảng 30 thôi. Đó. Trong một không ghi à, mọi người thấy không? Gần 48 này. Do vậy ấy là mọi người khi mọi người đi mua về thiết kế bao lem khuôn tranh vậy, nó vẫn xài được rất là lâu nha mọi người. Xin nhắc lại mọi người là thiết kế bao lem khuôn tranh xài rất vẫn bình thường và rất là lâu. Tuổi thọ của những bộ chèm như vậy xài 20 năm 30 năm là chuyện bình thường. Tại vì sao vậy? Tại vì hàng chèm thì mọi người ai vẫn từng xài qua rồi ấy, thì cái tuổi thọ của nó rất là ok và chống mối mọt cũng rất là tốt nha mọi người. Nhưng mà như mình nói, cái giá trị ở những cái mặt càng lớn càng nguyên tấm thì nó sẽ giá trị hơn mặt bao lem, đúng không ạ? Và điểm thứ hai, mặt bao lem á thì mọi người có thể thấy là nó sẽ thiết kế nó có những cái rãnh như vậy. Đó. Về lâu về dài nó bám bụi xuống. Bám bụi xuống nha mọi người cứ tưởng tượng coi. Đó. Nếu mà xài lúc đầu thì nó đẹp vậy nhưng mà mai mốt nó sẽ bám bụi xuống những cái khe như vậy. Chẳng lẽ cái mặt nào mọi người cũng dán tấm kiếng lên. Đó. Với những cái mặt mà mình để nguyên tấm như vậy thì mọi người có thể thấy là nó sẽ rất là dễ vệ sinh, phải không ạ? Mình chỉ cần lau qua một cái là nó đi hết. Trong khi mặt bao lem thì mọi người lau đi ấy, thì nó sẽ xuống mấy cái khe rãnh này. Đó, về lâu về dài thì nó sẽ xuống mấy cái rãnh này. Đó. Do vậy ấy, đấy là điểm thứ hai mà khi mọi người mua một cái sản phẩm tốt, mặc dù nó là phân khúc giá nó, xin nhắc lại với mọi người, nó không lệch nhau bao nhiêu. Và tại sao ở thị trường thì người ta lại bán hàng mặt bao lem khuôn tranh này nhiều? Tại vì đại lý người ta thích nhập hàng giá rẻ về. Và thiết kế thì ở ngoài viền rất là dày thì mọi người đi mua mọi người không để ý, ở trong nó cũng dày như vậy, hoàn toàn không nha mọi người. Đấy là thiết kế theo kiểu bao lem khuôn tranh. Do vậy ấy, khi mọi người mua một cái bộ ghế thì mọi người hãy nên cân nhắc
mình nên mua những cái bộ ghế mặt tràn viền. Mặt tràn viền nha mọi người. Thì mình sẽ, thứ nhất ấy, như mình nói là cái chất cây của nó thì nó giá trị hơn, sống lâu hơn. Và cái thứ hai ấy, là mình sẽ lau chùi nó dễ dàng hơn nha mọi người. Lau chùi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Do vậy, và tại sao mà ở đại lý thì người ta sẽ nhập những cái hàng phân khúc toàn bao lem về? Tại vì thứ nhất ấy là cái giá thành nó rất là mềm nha mọi người. Nó rẻ hơn cả 100-200 ngàn. Người ta bán sỉ mà rẻ hơn 100-200 ngàn. Mà mọi người chỉ coi 1 năm bán 100 bộ thôi là nó rẻ hơn cả bao nhiêu tiền rồi. Mọi người thấy không? 200 nhân cho 100 bộ thì mọi người nghĩ con số là bao nhiêu? Rồi, và mình xin được giới thiệu cho mọi người cái mẫu này nha. Mẫu này là mẫu salon Tây 8 của bên nhà mình. Và hàng này thì mọi người có thể thấy là chất cây như mình nói là cây gỗ chèm. Và hàng này thì bên nhà mình ấy, đóng mốc mẹo đầy đủ nha mọi người. Để cho mọi người xem này. Hàng lem thì mọi người có thể thấy tại sao mà sang xài 20 năm. Thì mọi người có thể thấy là mình xài ấy, là ngay cả những cái sản phẩm hàng phân khúc giá mềm mình vẫn làm chất lượng. Để chi vậy? Để cho khi mà mình mọi người xài thì mọi người cứ an tâm. Mọi người thấy không? Đóng đỡ mặt đầy đủ hết cho mọi người nha. Chỉ khác nhau ở chỗ là nếu mà ở phân khúc hàng cao cấp ấy, thì cái ở dưới nó sẽ rất là đẹp. Còn phân khúc hàng chèm ấy thì mình sẽ cố gắng làm sao đó cho nó thật sạch sẽ thôi nha mọi người. Phân khúc hàng cao cấp thì chất cây nó chất lượng hơn. Còn phân khúc hàng chèm thì mọi người thấy là chất cây nó chỉ là ở phân khúc phổ thông thôi. Nhưng mà về cái chất lượng mọi người xài, mọi người thấy không? Xài 20 năm, mọi người nghĩ sao? 20 năm, 30 năm ok không? Hàng làm hoàn toàn mà sàn mộng hết nha mọi người. Làm bằng mộng hết. Bắn cây đỡ đàng hoàng nè. Đấy là ngay cả băng dài luôn, cho mọi người xem cả băng dài luôn. Cái này là phân khúc hàng tay 8 nên mình có thể nâng được cho mọi người nha. Tay 10, tay 12 thì thua rồi mọi người ơi. Mọi người thấy không? Hoàn toàn chân là phải xài bằng mộng hết. Đó. Rất là ok nha mọi người. Và ngay cả đó, ngay cái tựa này, đây cho mọi người xem mà, những cái tựa này, tựa bên mình cũng phải xài mộng nhá, chứ không phải là chỉ đơn thuần là ở dưới chân. Đó. Trên này, thấy không? Hoàn toàn là xài bằng mộng hết. Do vậy những cái tựa này thì rất là chắc nha mọi người, chứ không phải là đùng nó rụng ra đâu nha mọi người. Ngay cả những cái tay ghế như vậy này, tay ghế như vậy ấy, thì bên mình sẽ bắn hai con vít này, mọi người thấy chỗ này nó có hơi bị chém chém đâu không? Đó, bắn ít câu vào hai bên luôn nha mọi người. Xin nhắc lại với mọi người là hai bên chứ không phải một bên nha. Bắn hai con vít vào đây, cấy vào đây. Đó, cứng không ạ? Và bên trong cũng có phải xài mộng nữa. Do vậy một cái bộ ghế rất là chất lượng của bên nhà mình thì mọi người có thể thấy là nghe thì có vẻ như là rất là kêu phải không ạ? Nhưng mà bên mình có chính sách luôn là giao hàng tới mà không giống mô tả. Xin nhắc lại với mọi người là bên mình có chính sách là giao hàng tới mà mọi người không thấy giống mô tả như mình nói. Nhưng mọi người cứ trả hàng miễn phí. Xuống xe hàng mọi người kiểm tra đó, mộc mèo có đầy đủ không? Đó. Nếu mà không đầy đủ mọi người cứ trả hàng cho mộc. Thoải mái nha mọi người, tại vì sao vậy? Tại vì cái sản phẩm bên mình cam kết chất lượng cho mọi người là phải đúng theo những mô tả mình vừa mới nói với mọi người. Thứ nhất là mặt đó, mặt miếng tấm. Thứ hai là xài mộng mẹo đầy đủ đó. Vậy mình xin được báo kích thước của bộ này nha mọi người. Bộ này về kích thước của ghế con ấy, là chiều ngang của nó là 67, chiều sâu là 55. Chiều ngang của băng dài này là 1m65, sâu là 55. Cái bàn này nó sẽ là 1m03, ngang là 52. Và cuối cùng là hai cái ghế con nó sẽ là 35. Thường ấy thì mọi người khi mà mọi người đo ở cái ghế này á thì mọi người sẽ đo hai cái khuỷu tay này nha. Đó, mọi người thấy không? Kích thước của nó là 67 này. Đó. Đo ở cái khuỷu tay nha mọi người. Còn về tại vì cái này là mình đo là đo phủ bì. Và phần ở phía đằng sau thì mọi người phải đo như vậy nha mọi người. Đó, ví dụ như mình đo cái này á thường thì nó sẽ chỉ là 51 hoặc 52 thôi. Nhưng mà do ấy là mọi người phải để ý là mình kéo dài ra trong sim này. Cái ghế này mình báo là sâu và sâu 55 phải không ạ? 55 là mọi người phải tính ở cái phần tựa lưng này. Đó. Bên nhà mình thiết kế cái tựa lưng thì mọi người có thể thấy là dáng nó rất là cong lên phải không ạ? Do vậy mình ngồi vô nó ôm cái phần lưng này lại, nó rất là thoải mái. Và cái dáng nó phải ngả ra đằng sau nữa, do vậy mình sẽ phải tính thêm là cái đoạn ngả ở phía đằng sau à. Đó, chiếu xuống. Để chi vậy?
Tại vì cái này là diện tích phủ bì, tức là mình kê vô phòng khách á, là cái này nó chiều sâu tối thiểu của nó sẽ là 55, để cho mọi người dễ hình dung nha. Ở đây khi mọi người ngồi này, đó, mọi người thấy không? Cái phần tựa lưng này, đó, nó ôm một cái lưng mọi người thấy không? Làm ghế nó phải hơi cong ra một xíu thì mình thấy là nó sẽ rất là thoải mái hơn nhiều nha. Rồi, nếu mọi người cần tư vấn gì thì mọi người cứ gọi số điện thoại bên dưới nhá. Và nếu mọi người thấy clip của mình hay thì mọi người có thể like cho mình một cái. Và đừng quên những cái sản phẩm này giá của nó chỉ có 6.200.000 thôi nha mọi người. Ngoài ra bên mình có rất là nhiều mẫu khác để cho mọi người xem. Ngoài mẫu tó rồng này ra thì như mình nói thì nó sẽ có mẫu tó đèo, tó nghê, tay 8, tay 10, tay 12. Rất là đa dạng nha mọi người. Đây cho mọi người xem. Đó, đây là mẫu tay rồng tay 8 à. Đó, đây sẽ là mẫu tó đèo này. Đây là tay 10 này mọi người thấy không? Tay 10 tó rồng. Bên này thì sẽ là có mẫu to nghe luôn này. Tay 8, tay 10, tay 12 đầy đủ hết tất cả các mẫu nha mọi người. Thì mọi người cần tư vấn gì thêm thì các mọi người cứ gọi số điện thoại bên dưới nha. Rồi, đừng quên là nếu thấy hay thì nhớ ấn like cho mình một cái nhá. Xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.